nói anh em nói rồi đó, mình hãy xét là kiện tiền cái bộ này, đúng không? Bộ tiền là gì? Tiền bị hư, tiền là bị hư. Cái hai cái công việc anh này, một là tiền không có đấy chơi. Cái thứ hai thì mình có đi, nhưng mà đó chỉ là cái sơ đồ thôi, còn cái quá trình mình như nào mình hưởng cái nghe được chưa? Một cái vấn đề là do các bạn biết về nha, do bắt đầu là do mình biết là cái tiền của mình là cái bộ tiền. Đúng là cái sơ đồ chuyện khó thôi, chuyện khó nhưng mà do mình ăn những cái đồ cao lương quá nhiều, nó còn ra thì lúc đó cái tiền nó không phải là bộ tiền, tiền đâu có phải là những cái tiền cộng với tiền chế của nhà họ, đúng không? Cho nên cái tiền tiền và bộ tiền này là cái phần tập y ngày mai mình sẽ nói rõ hơn nhiều, tại vì tập rồi cái bài đó từ 34 tiếng rồi mà trong khi cái vị nó nhiều hơn 2 lý à, cho nên cái phần tập y mà nó không có nhiều lý do mà chỉ thích thì ngày mai sẽ nói chuyện này rõ gì hơn. Dạ, anh cho em hỏi là hồi nãy trong cái sơ đồ mà cơ chế bệnh sinh của bên Đông Y anh là có phần can á, thì em không biết là cái đó là sơ đồ chuyển hóa anh vẽ vô hay là nó có liên quan cái đó là gì, em cứ đi luôn cái đường lý á, cái phần đang á, cái phần mà mình liên quan cho cái phần bị bệnh, cái phần dinh ở dưới á, được chưa? Khi mà dinh nó quá dư thì mình chuyển về phần năm thì tỷ hư đó, tỷ hư thì tỷ hư không còn nói thì thấp đó lại thì ứ động thấp đó, thì cái đứa nhớ anh này à, cái đứa nhớ này phân biệt anh này cái là cái chữ thấp trong cái chất bệnh tinh với lại bệnh cảm đạm thấp với nhau, hai chữ này nhau bệnh cảm đạm thấp tức là người ta dựa vào cái chịu như có cái chất là đạm, còn cái chất thấp là mình đang nói cơ chế hai cái chữ này mình dùng khác nhau, hiểu này không? Ví dụ anh nói nha, tùy vận hóa thì thấp thì ảnh hưởng đến đa chất thấp, cái đó là chất, đó là bệnh không bệnh lý. Còn tôi nói cô là chẳng có bệnh nhân, cô là thể đa thấp, thể đa thấp thì chẳng là dụng điều gì, cái chuyện chứng bệnh nhân biểu hiện ở ngoài, nếu phải tôi thấy chất thấp tôi nhận nó là thể đa thấp, hiểu không? Đó là được chưa? Rồi nhớ không? Thank you.